Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Câu chuyện quốc tế. Quý vị và các bạn thân mến, chiến tranh vẫn xuất hiện từ xưa tới nay, từ thời nguyên thủy cho đến xã hội hiện đại, nhưng không mấy người hiểu thấu được nguyên nhân sâu xa của nó. Đôi khi lại có những lý do hết sức kỳ lạ, những yếu tố bất ngờ thậm chí được đánh giá là ngớ ngẩn, cũng gây ra các cuộc chiến tranh đẫm máu. Và cuộc chiến giữa hai nước Bulgaria và Hy Lạp vào năm 1925 cũng nằm trong trường hợp này. Ngày 22 tháng 10 năm 1925, tại trạm gác biên giới giữa Hy Lạp và Bulgaria đã xảy ra một biến cố hy hữu, được cho là khởi nguồn của cuộc chiến ngắn ngày giữa hai nước sau này. Căn nguyên là tại trạm lính biên giới, một đơn vị của Hy Lạp có nuôi một con chó để bầu bạn. Tuy nhiên, vào sáng sớm ngày 22 tháng 10, chú chó này do ham chơi nên đã đi lạc sang lãnh thổ của Bulgaria. Khi này, những binh sĩ của Hy Lạp đã đổ xô đi tìm con chó lạc đường. Điều không ngờ nhất là trong quá trình tìm kiếm, một binh sĩ của Hy Lạp khi đó đã đi nhầm sang đường biên giới giữa hai nước. Nhân cớ này, các binh sĩ tại khu vực biên giới của Bulgaria coi hành động trên là đột nhập trái phép biên giới quốc gia. Khi thông tin về một binh sĩ Hy Lạp đột nhập trái phép vùng biên giới được truyền lên phòng chỉ huy của Bulgaria tại vùng biên giới, lập tức lệnh nổ súng đã được phát ra. Viên binh sĩ đi tìm chó thất lạc đã bị bắn hạ và chết ngay tại chỗ. Ngay sau đó, thông tin về sự hy sinh của binh sĩ đi tìm chó đã được thông báo sang chỉ huy quân vùng biên giới của phía Hy Lạp. Lập tức, một đội trưởng khác của phía Hy Lạp đã được lệnh đi tìm con chó lạc đường và mang xác của binh sĩ kia về nước. Tuy nhiên, khi vừa ở giữa ranh giới vùng biên, viên sĩ quan này cũng đã bị phía Bulgaria bắn trọng thương. Thông tin về việc mất chó, binh sĩ bị bắn hạ đã gây ra một cú sốc rất lớn đối với lực lượng quân đội Hy Lạp. Lúc này, mâu thuẫn giữa Hy Lạp và Bulgaria vốn đang hết sức căng thẳng do những ân oán trong lịch sử càng trở nên gay gắt vì sự kiện con chó đi lạc. Ngay sau khi biến cố xảy ra, Hy Lạp đã tập hợp binh sĩ tập trung tại khu vực biên giới, đồng thời kêu gọi những nước đồng minh phải trừng phạt sự ngỗ ngược của Bulgaria. Tức giận trước thái độ hống hách của Bulgaria, nhà độc tài quân sự của Hy Lạp khi đó là tướng Eleftherios Venizelos đã ra lệnh tập trung toàn bộ lực lượng quân đội để trả thù cho binh sĩ bị bắn hạ tại vùng biên giới vì đi tìm con chó đi lạc. Trong quân lệnh được đưa ra, ông Eleftherios Venizelos đã yêu cầu tướng lĩnh của mình đánh thẳng vào phía tây nam thành phố biên giới Pechik của Bulgaria và chiếm lĩnh toàn bộ thành phố này. Tướng Eleftherios khi đó nhấn mạnh, việc chiếm lĩnh toàn bộ thành phố Pechik coi như vật tế linh hồn cho binh sĩ đã hy sinh vì việc đi tìm con chó bị lạc. Trước khi quân đội thực hiện theo quân lệnh, phía Hy Lạp đã ra một tối hậu thư gửi trực tiếp tới chính phủ Bulgaria của Thủ tướng Svedomir. Trong bức tối hậu thư này, phía Hy Lạp đã yêu cầu chính phủ Bulgaria phải trực tiếp trừng phạt chỉ huy và binh lính, những người đã nổ súng làm chết và bị thương hai binh sĩ của Hy Lạp. Đồng thời, chính phủ Bulgaria cũng phải chính thức lên tiếng xin lỗi Hy Lạp về sự cố trên. Không dừng lại ở đó, trong bức tối hậu thư này, Hy Lạp còn yêu cầu Bulgaria phải trả cho gia đình binh sĩ tử nạn một khoản tiền đền bù thiệt hại lên tới 6 triệu drachma, đơn vị tiền tệ của Hy Lạp. Và thời gian phía Bulgaria thực hiện tất cả những việc trên chỉ là 48 giờ đồng hồ. Phía Bulgaria đã ngay lập tức bác bỏ tối hậu thư từ phía Hy Lạp. Tuy nhiên, lúc này chính phủ của Thủ tướng Svedomir cũng đã nhận thức ra rằng chỉ vì một con chó mà gây xung đột vũ trang quả là không đáng. Vì thế, ở thời điểm này, dưới lệnh của Thủ tướng, quân đội Bulgaria chỉ được phép bảo toàn lực lượng, tiếp tục chờ đợi tình hình mà không được manh động. Một điều ngoài dự đoán của chính phủ Bulgaria khi đó chính là tinh thần hiếu chiến của những người dân và binh lính sống quanh vùng biên giới với Hy Lạp. Không tuân theo lệnh của chính phủ, một số tướng lĩnh tại khu vực biên giới đã kêu gọi các lực lượng được cho là yêu nước tập hợp lại, đánh quân Hy Lạp khi đặt chân sang lãnh thổ Bulgaria. Tổ chức này sau đó có tên Tổ chức Cách mạng Nội bộ Bulgaria. Không chỉ có những người đang sống tại khu vực biên giới, Tổ chức Nội bộ Cách mạng Bulgaria còn kết nạp được rất nhiều thành viên là những cựu chiến binh trong Thế chiến thứ nhất và hai cuộc chiến Ban Căng. Đã có thời điểm quân số của lực lượng này lên tới hàng chục nghìn người. Mặc dù không được sự hậu thuẫn của quân đội chính phủ với vũ khí chiến đấu khá thô sơ, nhưng với lối đánh du kích thông thạo địa hình biên giới, Tổ chức Cách mạng Nội bộ Bulgaria đã nhiều lần đánh bại và đẩy lùi sự tấn công như vũ bão của quân Hy Lạp. Tuy nhiên, với quân đội chuyên nghiệp cùng với tinh thần báo thù mạnh mẽ, cuối cùng quân đội Hy Lạp cũng đã đánh lùi lực lượng Tổ chức Nội bộ Cách mạng Bulgaria và chiếm lĩnh toàn bộ thành phố Pechik. Sau khi đánh chiếm thành phố Pechik, tướng Eleftherios Venizelos của Hy Lạp đã đạt được mục đích của mình là lấy thành phố này làm vật tế linh hồn cho binh sĩ đã hy sinh. Ông Eleftherios khi đó chỉ muốn đòi công lý cho quân lính của mình và muốn dạy cho Bulgaria một bài học mà không hề có ý định đánh chiếm nước này. Eleftherios cũng cho rằng những lợi ích thu được từ việc chiếm đóng thành phố Pechik vừa đủ kinh phí đáng lẽ phía Bulgaria phải đền bù thiệt hại cho Hy Lạp. Với suy nghĩ đó, sau khi chiếm đóng thành phố Pechik thành công, tướng Eleftherios đã hạ lệnh ngừng mọi hành động quân sự để chờ phán quyết từ Liên minh quân đồng minh, bao gồm Hy Lạp, Serbia và một số quốc gia Đông Âu khác.
Cũng kể từ sau khi Hy Lạp tấn công sang Bulgaria, người đứng đầu liên minh này đã lên tiếng chỉ trích về sự xâm lược của Hy Lạp. Không những thế, liên minh quân đồng minh cũng đã triệu tập nhiều cuộc họp với lãnh đạo các quốc gia trong khu vực để bàn biện pháp trừng phạt Hy Lạp. Theo yêu cầu của liên minh quân đồng minh, Hy Lạp phải chấm dứt ngay mọi hành động quân sự tại quốc gia láng giềng Bulgaria, đồng thời phải tiến hành đền bù mọi tổn thất mà phía Bulgaria đã phải chịu do sự tàn phá của chiến tranh. Số tiền mà phía liên minh quân đồng minh đưa ra lúc đó là 45.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, chính phủ Hy Lạp với người đứng đầu là tướng Elef Theseus đã lên tiếng phản đối yêu cầu của liên minh quân đồng minh, đồng thời chỉ trích tổ chức này đã chèn ép Hy Lạp thái quá. Trong một bài phát biểu sau khi nhận yêu cầu từ liên minh quân đồng minh, tướng Elef Theseus đã nhấn mạnh Hy Lạp không phải chịu sự điều hành bởi các lực lượng thống trị từ nước ngoài. Đồng thời, trong bài phát biểu này, tướng Elef Theseus cũng nhắc lại sự kiện 2 năm trước đó khi Italia dưới sự lãnh đạo của nhà độc tài Mussolini đánh chiếm vùng đảo Corfu của Hy Lạp. Khi đó, liên minh quân đồng minh cũng đã vào cuộc, nhưng cuối cùng Hy Lạp cũng đánh mất hòn đảo nhiều tiềm năng này. Hy Lạp đã bị chèn ép quá đáng, ông Elef Theseus của Hy Lạp khi đó phát biểu. Tuy nhiên, sau đó Hy Lạp cũng đã rút quân ra khỏi thành phố Pechik vì sợ sự trừng phạt từ những nước khác. Còn theo thống kê từ phía Bulgaria, cuộc tấn công ngắn ngày của Hy Lạp vào thành phố Pechik đã khiến 50 người chết, trong đó có cả dân thường lẫn binh lính của chính phủ. Con số thiệt hại về kinh tế mà phía Bulgaria phải gánh chịu lên tới hàng trăm nghìn đô la Mỹ, tính theo mệnh giá thời điểm đó. Sự kiện mất chó tấn công láng giềng cũng làm giảm uy tín của tướng Elef Theseus Venizelos của Hy Lạp. Và vào ngày 24 tháng 8 năm 1926, ông này đã bị lật đổ trong một cuộc đảo chính bởi các đảng phái đối lập. Còn với thủ tướng Svetomir của Bulgaria, vì không có biện pháp cứng rắn đối phó với sự đe dọa từ phía Hy Lạp, nên ông này đã buộc phải từ chức vì sức ép gay gắt của dư luận. Điều mà nhiều người tò mò nhất là con chó, tác nhân gây nên cuộc chiến ngắn ngày giữa hai quốc gia Bulgaria và Hy Lạp vào năm 1925, cuối cùng chạy lạc đi đâu thì không một ai nhắc đến sau đó nữa. Ngoài cuộc chiến tranh xuất phát từ nguyên nhân quái gở này, câu chuyện quốc tế xin giới thiệu thêm 5 cuộc chiến tranh kỳ lạ và ngớ ngẩn khác từng diễn ra trong lịch sử. Chiến tranh lợn. Chiến tranh lợn bùng phát khi một lính bộ binh Anh bắn một con lợn trên lãnh thổ Mỹ vào tháng 6 năm 1859. Lực lượng vũ trang địa phương của Mỹ đáp trả bằng cách tập trung ở biên giới và đợi phía Anh đồng thủ. Cuối cùng 4 tháng sau, quân Anh xin lỗi và hai bên trở về vị trí cũ. Như vậy, con lợn là đối tượng duy nhất thiệt mạng bởi cuộc đối đầu không tiếng súng. Mặc dù hai bên không giao chiến, người ta vẫn gọi đây là chiến tranh lợn. Cuộc chiến nổ ra chỉ vì một thùng gỗ. Modena và Bologna là hai vùng thuộc Italia, nhưng vào thế kỷ 14, chúng là hai thành bang độc lập với nhau. Vào năm 1325, một nhóm lính Modena xâm nhập vào lãnh thổ Bologna và lấy cắp một thùng gỗ to. Chiếc thùng không phải là vật có giá trị, song thành bang Bologna cảm thấy Modena đã bôi nhọ danh dự của họ. Vì thế, để lấy lại cái thùng và cả danh dự, Bologna tuyên chiến với Modena. Cuộc chiến kéo dài tới 12 năm, nhưng trên thực tế, Bologna chưa bao giờ cố gắng lấy lại cái thùng. Ngày nay nó vẫn nằm trong tháp chuông ở tỉnh Modena của Italia. Anh và Mỹ đối đầu vì những người đốn củi. Cuộc chiến Aroostook là xung đột quân sự giữa Mỹ và Anh về đường biên giới của bang Maine. Sau chiến tranh 1812 giữa Anh và Mỹ, quân Anh chiếm phần lớn diện tích ở miền đông của bang. Mặc dù lính Anh không hiện diện ở phía tây, London vẫn coi toàn Maine là lãnh thổ của họ. Vào mùa đông năm 1838, một số người Mỹ chặt củi tại hạt Aroostook, khu vực tranh chấp giữa Anh và Mỹ. Hành động của họ khiến Anh tức giận và điều quân tới Aroostook. Binh sĩ Mỹ cũng đã tới đây và bóng đen của một cuộc chiến đang tới rất gần. Tuy nhiên, sai lầm xuất hiện trong công tác hậu cần của cả hai bên khiến lính Mỹ nhận được rất nhiều thịt lợn và đậu nành thay vì đạn, còn lính Anh cũng thiếu thốn mọi thứ. Vì thế, người ta gọi đây là cuộc chiến của thịt lợn và đậu nành. Trong 11 tháng, binh sĩ hai bên chờ đợi cuộc chiến cho đến khi hai chính phủ ký kết thỏa thuận hòa bình. Anh đồng ý trả miền Đông Maine cho Mỹ để binh sĩ Mỹ rút khỏi khu vực tranh chấp. Mặc dù chiến sự không nổ ra, song hàng trăm binh sĩ của hai bên đã mất mạng vì bệnh tật và tai nạn. Giới sử gia gọi nó là chiến tranh Aroostook. Chiến tranh bóng đá. Năm 1969, cuộc xung đột giữa El Salvador và Honduras bắt đầu bởi một trận bóng đá. Đội tuyển El Salvador thua khi đấu với đội tuyển Honduras trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 tại khu vực Bắc Mỹ của Cúp bóng đá thế giới 1970 và làm tăng căng thẳng giữa hai nước. Nguyên nhân sâu xa của tình trạng căng thẳng xuất phát từ những vấn đề kinh tế như dòng người nhập cư từ El Salvador tới Honduras. Ngày 14 tháng 7, quân đội El Salvador tấn công Honduras. Bất ngờ trước hành động của El Salvador, tổ chức các nước châu Mỹ đã dàn xếp một thỏa thuận ngừng bắn vào tối ngày 18 tháng 7. Thỏa thuận quy định hai nước chính thức ngừng bắn từ ngày 20 tháng 7.
Do thỏa thuận ra đời đúng 100 giờ từ khi binh sĩ El Salvador nổ phát súng đầu tiên, nên người ta gọi cuộc xung đột này là chiến tranh 100 giờ. Quân đội El Salvador rút về nước vào đầu tháng 8. Theo các tài liệu lịch sử, khoảng 3.000 người của cả hai bên đã mất mạng vì cuộc chiến. Cuộc chiến về chiếc tai của Jenkins. Vào năm 1738, thủy thủ người Anh Robert Jenkins đã trình cái tai bị thương và đang thối rữa trước các thành viên Quốc hội Anh. Anh đã thuật lại rằng một nhân viên cảnh sát biển Tây Ban Nha đã cắt tai anh 7 năm trước như hình phạt cho tội buôn lậu. Đồng thời, thủy thủ này cũng có thêm thắt một vài yếu tố cho câu chuyện hấp dẫn hơn. Vì vậy, nước Anh đã tuyên bố chiến tranh với Vương quốc Tây Ban Nha, dù lý do gây chiến hết sức ngớ ngẩn. Sự thật là cuộc xung đột giữa Anh và Tây Ban Nha bắt đầu vào những năm 1700 và chiếc tai bị cắt của Jenkins thực chất chỉ là chất xúc tác cho cuộc chiến. Mâu thuẫn bắt nguồn từ tranh chấp lãnh thổ biên giới giữa Florida thuộc Tây Ban Nha và Georgia thuộc Anh. Cuộc chiến bùng nổ cuối năm 1739 và tiếp tục kéo dài 2 năm nữa ở Florida và Georgia mà không phân thắng bại rõ ràng. Cuộc chiến sau đó cộng hưởng với chiến tranh kế vị của Áo kéo dài tới năm 1748. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Rất mong nhận được sự phản hồi, trao đổi, đóng góp ý kiến từ quý vị. Và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!